Sáng ngày 18 tháng 3, đoàn kiểm tra của Hội nông dân tỉnh An Giang do ông Nguyễn Văn Nhiên, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác hội và phong trào nông dân xã Dịnh Hà Đông năm 2024. Cùng đi với đoàn có ông Quỳnh Thanh Phong, Chủ tịch Hội nông dân quyền. Tham dự còn có lãnh đạo địa phương, các đồng chí trong ban chấp hành Hội nông dân xã, các chi tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác trên địa bàn xã. Năm 2023, hội nông dân xã dựng Hội Đông đã thực hiện đạt những kết quả khả quan. Trong năm, họ đã kết nạp mới 74 hội viên, đạt tỷ lệ 102%. Họ còn thành lập hai tổ hội nghề nghiệp gồm tổ hội nghề nghiệp trồng mè và tổ hội nghề nghiệp làm lợp cua, đặt lợp cua. Hiện trên địa bàn xã có 7 tổ hợp tác, nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân. Họ đang quản lý trên 163 triệu đồng và đã tạo điều kiện cho vay vốn hai mô hình gồm mô hình làm khô cá và mô hình nuôi rắn ri. Hội còn đang quản lý 5 tổ vay vốn tiết kiệm dưới 253 thành viên. Tính đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên 5 tỷ 496 triệu đồng. Để chuẩn bị cho Đại hội Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn năm 2022-2024, họ đã đề xuất Quỹ Ban dân xã khen thưởng cho 6 cá nhân và 2 tập thể tiêu biểu địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được, Tại buổi kiểm tra, các chi tổ hội nghề nghiệp và các tổ hợp tác cũng đã nêu một số khó khăn như một số chi tổ hội nghề nghiệp chưa được hỗ trợ vốn vay để phát triển mô hình. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên nông dân chưa được chú trọng đến việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền để thu hút sự quan tâm của hội viên. Nội dung hình thức sinh hoạt ở các chi tổ hội chưa phong phú. Phát biểu kết luận tại các buổi kiểm tra, ông Nguyễn Văn Nhiên, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của Hội nông dân xã trong năm 2023. Đồng thời đề nghị Hội nông dân xã cần tập trung một số nội dung trọng tâm. Chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giúp cán bộ hội viên nông dân nắm chắc các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các quỹ đảng cần quan tâm công tác lãnh, chỉ đạo và tạo điều kiện cho hội nông dân xã thực hiện tốt các kế hoạch của hội đã đề ra tăng cường củng cố hoạt động của hội nông dân cơ sở phát triển cho nâng cao chất lượng hội viên đổi mới phân thức nội dung sinh hoạt chi tổ hội để thu hút hội viên nông dân tham gia đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua của hội nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả <laughs>